Trong tác phẩm Get Up Hell, nhà điêu khắc Augustine Rodin đã khắc họa một nhân vật nằm ở vị thế hoàn toàn khác khi muốn tạo ra một bức tranh đúng nghĩa về địa ngục. Nhân vật đó chính là người suy tư. Giữa 180 nhân vật trên cánh cổng đang phải chịu đựng nỗi đau vì giày vò về mặt thể xác, người suy tư là được Rodin khắc họa với kích thước vượt trội và đặt ở vị trí trang trọng nhất trên cánh cổng địa ngục, ở ngay chính giữa phần mái trên, với đôi mắt nhìn sâu xuống những người đang chuẩn bị bước qua cổng. Vậy thì, người suy tư là phép ẩn dụ gì trong tác phẩm điêu khắc này? Ngoài ý nghĩa nhắc nhở con người cần phải suy xét lại bản thân, cuộc đời mình trước khi bước qua địa ngục, người suy tư còn mang ý nghĩa chỉ có tập trung suy nghĩ và phải nghĩ một cách sâu sắc mới giúp con người giải thoát khỏi đau khổ phiền muộn của nhân gian. Lúc còn sống, nếu bạn có đang đau khổ, và dù có đau khổ đến biết mấy đi chăng nữa, thì đó nên là lúc chúng ta cần hiểu và suy nghĩ để biết rằng mình đau ở đâu, mình sai ở đâu, mình đang mắc sai lầm vì tập trung vào điều gì. Có lẽ Rodin muốn nhắn nhủ với những người còn sống, hãy luôn tập trung vào khao khát và giấc mơ lớn của cuộc đời mình. Đừng để cuộc sống chết trôi trong vô vị vì tập trung suy nghĩ vào sự đau khổ, tội lỗi. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn lao. Đó là cách để đạt được sứ mệnh, cũng như đạt tới cánh cổng thiên đường của cuộc đời mình. Đó là những gì mà tác giả Cấn Xuân Nam muốn gửi gắm qua bài viết Đạo của tập trung và cách để bạn không lãng phí thời gian của mình trên website của Spider Room. Theo tác giả, chìa khóa của thành công, chinh phục mọi thứ chính là hai chữ tập trung. Vậy sức mạnh của sự tập trung có thể lớn lao đến thế nào và làm sao để tận dụng nó thật tốt? Tất cả sẽ được bắt đầu lý giải ngay bây giờ. Ngành kinh tế, khối ngành vận hành thế giới. Cuốn sách hướng nghiệp đầu tiên về ngành kinh tế đã ra mắt tập 2. Vậy người trong một nghề ngành kinh tế có gì tập 2 thì có gì nhỉ? Cập nhật nhu cầu việc làm, mức lương trung bình của từng vị trí trong ngành năm 2022. Mở rộng bức tranh nghề nghiệp trong ngành kinh tế chứ không dừng lại ở những ngành nghề truyền thống. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Tại sao bạn cần sự tập trung để thành công chứ không phải là năng lực? Có một sự thật là không phải năng lực là yếu tố để giúp bạn thành công. Tập trung mới cho bạn sức mạnh để làm bất cứ thứ gì. Bởi lẽ, thời gian là tài sản quý giá nhất của con người. Còn tập trung chính là hình thức cốt lõi tạo ra giá trị tiềm ẩn bên trong tài sản ấy. Nhiều người có tất cả tiền bạc, địa vị và danh tiếng, nhưng họ lại sẵn sàng đánh đổi tất cả để có thêm thời gian cho mình. Để làm gì? Để họ dùng thời gian đó để theo đuổi những thứ thực sự có ý nghĩa với họ. Chỉ cần có thời gian, họ sẵn sàng tập trung và đầu tư tất cả những thứ mình đang có để đạt được thứ mình mong. Họ biết rằng, nếu họ thiếu năng lực, họ có thể tự cải thiện năng lực của mình. Hoặc hiệu quả hơn, họ mượn năng lực của người khác bằng cách lãnh đạo và cho những người khác những thứ mà họ muốn. Tất cả những người thành công, họ đều rất tập trung cho sứ mệnh của mình. Họ không ruồng bỏ thời gian của mình cho những điều vô ích và sự trì hoãn không ngừng. Họ chọn thời điểm để bắt đầu nó và tập trung liên tục để có được nó. Bởi vì họ biết họ không thể dùng vàng để mua thời gian cho chính bản thân mình được. Nếu hiện tại bạn thấy năng lực mình còn yếu kém, hãy tập trung vào thời gian mình đang có và xây dựng năng lực cho mình. Bạn sẽ sớm được đền đáp. Nhưng yếu tố quan trọng nhất, bạn phải tập trung và nỗ lực liên tục cho thứ bạn đang hướng đến. Bạn tập trung vào điều gì, bạn chính là điều đó. Bạn đã bao giờ nghĩ về việc bạn tập trung đủ lâu vào điều gì thì bạn chính là điều đó chưa? Với những người có tính cách hướng ngoại, họ tập trung vào thế giới bên ngoài nhiều hơn và sẽ hiểu rất nhanh cách vận hành của thế giới bên ngoài. Với những người hướng nội, họ tập trung vào thế giới bên trong nhiều hơn, tức quan điểm của riêng bản thân mình, và họ sẽ hiểu được sức mạnh nội tại của bản thân mình nhiều hơn. Tuy nhiên, đa phần họ vì thế cũng dễ mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lưỡng cực dễ hơn. Tôi không có ý gì quá trong câu chuyện này, cũng không bảo bạn không nên tập trung vào bản thân chỉ vì nó có thể khiến bạn dễ trầm cảm hơn. Điều quan trọng tôi muốn nói là, khi bạn tập trung vào bản thân như vậy, là bạn chọn tập trung vào cái tôi yếu đuối, bạn chỉ biết suy nghĩ về vấn đề hay vào cái tôi thích hành động và đưa ra cách giải quyết vấn đề bằng sự nỗ lực từ bản thân. Hiểu đơn giản là, khi tập trung vào bản thân, thì bạn đang tập trung vào câu hỏi tại sao hay câu hỏi làm thế nào. Đa phần các bệnh tâm lý đều xuất phát từ những câu hỏi này. Theo Tasha Erich, tác giả cuốn sách Insight, chúng ta có khuynh hướng hay tự đào sâu khi nhìn vào bên trong. Điều đó lý giải thời khắc khiến người bệnh trầm cảm dễ bị kích động cảm xúc nhất là khi họ tự nhìn vào gương. Trong gương, chúng ta rất dễ nhìn vào bản thân mình và không phải tự đưa ra nhận xét tiêu cực ngay từ lần đầu tiên mà bằng một cách rất trá hình. Đó là tự đặt câu hỏi, tại sao tôi lại trong tình trạng như thế này? Tại sao áp lực công việc quá dày đặc? Tại sao không có ai yêu thương tôi? Tại sao cuộc sống lại đau khổ đến thế? Và kết quả không khác hơn là chúng ta tự cho rằng mọi lỗi lầm này đều xuất phát từ chính bản thân mình. Vì vậy, Tasha đã thuyết phục lại. Hoặc bạn tự giết bản thân vì chấp nhận những câu hỏi đó, hoặc là bạn phải ngừng nhìn vào gương ngay đi. Tương tự với điều trên, thì nếu bạn đang ở cùng một vấn đề, bạn sẽ trở thành chính vấn đề đó. Và nếu bạn ở cùng một giải pháp, bạn sẽ là giải pháp. Bạn tập trung vào điều gì, bạn chính là điều đó. Vì vậy,
Hãy cẩn trọng trong việc đặt câu hỏi tại sao trong khi đang suy nghĩ, làm việc với bản thân. Nếu bạn muốn tìm nguyên nhân để biết mình phải sửa lỗi chỗ nào thì đó là điều tốt. Còn nếu bạn liên tục hỏi bản thân mình câu hỏi đó mà chưa thấy lối nào ra thì đó là một lời cảnh báo. Còn nếu như bạn muốn thoát khỏi trầm cảm và áp lực ngay lập tức, hãy tập trung hình dung cách bạn sẽ giải quyết câu hỏi how. Bạn sẽ thấy không có cách giải vấn đề nào tốt hơn là mình phải luôn đầu tư và cải thiện tư duy cũng như năng lực của chính mình. Đó là con đường bền vững và hiệu quả nhất để tìm thấy cho mình một cuộc sống có mục đích, mà ở đó bạn biết mình cần phải làm gì. Mục đích tận cùng cho cuộc sống đó là cuộc sống có mục đích. Hãy cảm nhận điều đó, đó là một phần thưởng cực kỳ tuyệt vời. Bạn tập trung vào điều gì, bạn có được điều đó. Sự tập trung mạnh mẽ có thể mở khóa cho bạn mọi thứ. Đúng vậy, bạn tập trung vào điều gì thì bạn có được điều đó. Có một sự thật là kiến thức cũng chỉ là kiến thức, nếu không đem ra xài thì giống như con lạc đà cõng trên lưng nhiều sách. Đó là câu truyền ngôn nhiều thế hệ mà người Do Thái tự dặn dò với nhau. Thậm chí, nội dung cuốn kinh Talmud nổi tiếng của họ cũng kết tinh lại từ việc hiểu rõ giá trị của kiến thức và tri thức. Người Do Thái hiểu rất rõ giá trị của tri thức, không phải kiến thức, vì tri thức là kiến thức thông qua sự cọ sát và chạm với thực tiễn, trở thành đường lối cấu tạo lại, định hình lại thực tiễn. Nhân loại luôn nghĩ rằng kiến thức giúp họ thay đổi cuộc sống, còn người Do Thái biết rằng tri thức giúp con người kiến tạo cuộc sống, tạo ra sức mạnh để nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh và vươn lên trở thành người dẫn đầu ở tất cả các lĩnh vực. Vì tư duy khác biệt như thế mà họ được xem là dân tộc thông minh nhất thế giới, với thành tựu trải dài từ rất nhiều lĩnh vực như khoa học cơ bản, triết học, xã hội học. Họ có khối tài sản khổng lồ ở khắp các quốc gia lớn trên thế giới và tự biến đổi đất nước của mình từ sa mạc cát thành một nền văn minh tân tiến. Một dân tộc với chỉ số thông minh cũng không kém cạnh, thậm chí là gần ngang ngửa được mệnh danh là Do Thái Đông Phương, đó chính là người Việt Nam. Thế thì tại sao người Việt Nam vẫn phải chịu cảnh là nước đi sau và vẫn bị coi là bậc thấp của thế giới về các thành tựu to lớn trong nhân loại? Một phần lý do lịch sử dân tộc của ta đã trải qua quá nhiều cuộc chiến để có nền hòa bình như ngày hôm nay. Nhưng ở thời điểm sau hơn 30 năm đổi mới, tôi nghĩ đa phần là do nền giáo dục của chúng ta đang có sự trì trệ nhất định trong giai đoạn kinh tế thị trường hiện nay. Các trường đại học mới chỉ đang cung cấp những gì mình có, chứ phải những thứ mà xã hội cần. Chúng ta đang tập trung sai hướng. Nền giáo dục của chúng ta đang đào tạo ra những thế hệ lao động bằng những quyển giáo trình vô hồn và các bài kiểm tra đối phó, tạo ra những tư duy sai lầm về sự nhàn hạ, ổn định, ít thay đổi, thay vì khuyến khích con người sáng tạo, cống hiến cho sự tự do. Để thoát khỏi những điều tai hại như thế, bạn hãy tự hỏi mình xem, liệu mình có thực sự đồng hành được với vất vả của công việc mình đang thay đổi hay không? Mình có đủ năng lực để đạt được mục tiêu của bản thân mình qua công việc đó không? Mong muốn khao khát lớn nhất của mình sẽ là gì? Liệu với môi trường hiện tại, mình có học được gì để phát triển kỹ năng và kiến thức của mình thông qua việc đó không? Câu trả lời từ thực tiễn sẽ cho bạn đáp án chính xác nhất mà bạn muốn tìm. Bạn nên biết, theo quy luật Pareto, 80% hiệu quả nằm ở 20% đầu vào. Muốn tìm được công việc lương cao thì tỷ lệ số ngành với mức lương cao chỉ chiếm 20%, cũng như nếu bạn muốn thực sự có một người yêu chất lượng thì chỉ có 20% các cô gái ngoài kia thực sự đáp ứng được tiêu chuẩn của bạn. Vì vậy, để có được những thứ bạn muốn, việc đầu tiên là phải tập trung vào việc xây dựng tiêu chuẩn của bản thân mình. Nên nhớ, tập trung xây dựng cho mình những tiêu chuẩn cao ngay từ bước đầu tiên chính là cách để bạn có được những gì mà mình muốn. Sự rõ ràng và vững tin với mục tiêu sẽ là phần thưởng xứng đáng cho cách bạn tôn trọng nỗ lực bản thân ngay từ đầu. Còn nếu bạn muốn những thứ chung chung đại trà mà không tập trung làm rõ cụ thể về những mục tiêu của bạn, thì sớm muộn thôi, người phải lãnh hậu quả sẽ là bạn. Bạn sẽ gánh hậu quả nếu bạn chưa nỗ lực cố gắng tập trung suy nghĩ về việc làm sao để đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất. Nếu bạn tập trung vào đỉnh núi, bạn sẽ ở trên sườn núi. Nhưng nếu bạn chiến đấu với đỉnh núi, bạn sẽ ở trên đỉnh núi. Bạn có được sự tập trung, đó là nửa quãng đường để bạn chạm tay vào thứ bạn muốn. Phần còn lại là bạn cần phải thực sự nỗ lực chiến đấu để giành được thứ bạn muốn. Bạn thường nghĩ rằng, việc tập trung vào mục tiêu quan trọng nhất và lớn nhất là điểm chính xác để bắt đầu chặng hành trình. Sự thực thì gian nan hơn như vậy. Với những nỗ lực bình thường, các bạn sẽ chẳng nhận được kết quả gì. Vì sao á? Trong nguyên tắc hoạt động của quân sự, nếu bạn đánh quân địch với số quân ngang ngửa, kết quả là quân bạn sẽ bị nướng sạch. Bạn cần phải tấn công với quân số gấp 3 đến 5 lần quân địch nhằm gây ra ít tổn hao nhất bởi việc phá vỡ lớp phòng thủ của quân địch. Bạn càng phá hủy nó nhanh bao nhiêu, bạn càng ít tổn thương bấy nhiêu, và bạn cần phải nhanh chóng tiến qua những trận đánh khác nữa, vì không phải chỉ có một trận chiến đơn thuần là có thể giành được cả chiến thắng, mà cần cả một chiến lược lớn hơn để có thể thay đổi được cả cục diện. Nếu bạn muốn đạt được điều gì đó thật lớn, bạn cần phải bỏ ra ít nhất là 3 lần cho tới 5 lần những nỗ lực bình thường thì mới đạt được kết quả tương xứng. Và điều đó tốt cho cả việc nâng cao năng lực của bạn sau này nữa, vì bạn biết sẽ phải né tránh những chỗ nào không cần thiết để đỡ mất thời gian và công sức của bạn trong quá trình làm việc sau này.
Có thể chúng ta chưa đủ năng lực để đạt được điều chúng ta muốn. Vì vậy hãy bắt đầu dành thời gian, vạch cho mình một kế hoạch và xác định rõ mỗi giai đoạn chúng ta nên làm gì. Với những người trẻ như chúng ta cần phải chú tâm tìm hiểu, xác định một đỉnh núi ở trong đầu, cắm cho mình một cột mốc trên đó mà ta biết là dành cho ta và nỗ lực, tập trung cho hành trình, đi đến chặng đường phía trước với tất cả sức mạnh và duy trì liên tục không từ bỏ. Mỗi người không cần phải nhìn đỉnh núi của người khác trong quá trình trèo lên, bởi vì ngọn núi đáng chinh phục nhất là ngọn núi mà chúng ta biết rằng mình đang leo lên nó từ trước. Đến một lúc nào đó, có những thành quả tuyệt vời nhất định rồi, bạn sẽ lại tìm thấy cho mình một đỉnh núi khác mà mình cần phải leo lên, và người khác sẽ lại thấy một đỉnh núi mới mà họ muốn chinh phục, chính là chỗ mà bạn vừa mới bước chân đến. Bạn cần phải trở thành một đỉnh núi mà người khác muốn chinh phục. Bạn không thành công, có thể là bởi vì bạn chưa tìm thấy đỉnh núi lớn của mình đó thôi. Đừng chờ đợi. Tóm lại, sự tập trung là thứ mang lại tầm ảnh hưởng rất lớn đến không chỉ suy nghĩ mà còn là hành động, làm nên chính con người của bạn. Vì vậy, hãy điều phối sự tập trung của mình vào đúng lúc, đúng chỗ để mang đến hiệu quả tốt nhất cho những dự định của mình, cuộc đời mình. Đừng quên rằng, tập trung với một sự nỗ lực, bạn sẽ đạt được mọi thứ bạn muốn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Peace!